bạn có bao giờ thắc mắc tại sao thủy ngân lại trở thành chất lỏng dùng cho nhiệt kế hay chưa ý mình là trong tất cả các lựa chọn ngoài kia thì tại sao chúng ta lại chọn thủy ngân để làm nhiệt kế trong khi đó thủy ngân là một thứ rất độc rất nguy hiểm cho sức khỏe vậy tại sao chúng ta lại dùng một thứ nguy hiểm cho sức khỏe của mình để theo dõi sức khỏe của chính mình chứ trong lịch sử thì người ta từng dùng thứ gì để đo nhiệt độ trước cả thủy ngân và thủy ngân có tính chất gì đặc biệt để làm nhiệt kế? Cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nha! Nếu bạn quan tâm và hứng thú với những nội dung như thế này thì đừng quên đăng ký ghé thăm Thư viện nhỏ hàng tuần nha! Cảm ơn các bạn! Nhiệt kế thủy ngân đã được chúng ta sử dụng trong nhiều thế kỷ vì chúng chính xác và đáng tin cậy. Người ta dùng để kiểm soát thân nhiệt cho bệnh nhân ở bệnh viện, hộ gia đình, phòng thí nghiệm và thậm chí cả trạm hơi tiết nhưng có một nhược điểm lớn á là thủy ngân thì rất là độc ngộ độc thủy ngân là một tình trạng nghiêm trọng do tiếp xúc với thủy ngân hoặc các hợp chất của chúng ngộ độc thủy ngân á, thường gây ra các triệu chứng thần kinh như là rung vấn đề về trí nhớ và các thay đổi về thị giác hoặc là hính giác các triệu chứng thực thể như là yếu cơ mệt mỏi ngày nay thậm chí còn có những quy định nghiêm ngặt vì những nguy hiểm mà thủy ngân gây ra cho hệ sinh thái thủy ngân thực sự là không giống với bất cứ thứ gì mà bạn mong đợi từ một công cụ kiểm tra sức khỏe của chính bạn nhưng tại sao thủy ngân vẫn được chọn trên thực tế những nhiệt kế đầu tiên sử dụng những thứ như là không khí hoặc là cồn chứ không ai là dùng thủy ngân hết đây chính là nhiệt kế không khí của galileo nhiệt kế này sử dụng sự giãn nở của không khí bị mắc kẹt trong một bầu thủy tinh để biểu thị sự thay đổi nhiệt độ tuy nhiên không thực tế lắm vì không khí bị nén lại quá dễ dàng dẫn đến việc số đo không đáng tin cậy sau đó nhiệt kế cồn xuất hiện như một người anh hùng tốt hơn nhưng cũng có vấn đề rượu lại bay hơi nhanh hơn và ở nhiệt độ càng cao thì chúng hoạt động càng tầm bậy đây là lúc mọi người cần đến thủy ngân vậy thì thủy ngân có gì đặc biệt trước tiên chúng ta đều biết về hiện tượng giãn nở do nhiệt hiện tượng vật lý này đơn giản có nghĩa là khi một vật nào đó nóng lên thì nó sẽ giãn nở và khi nó nguội đi thì nó sẽ co lại với mỗi một chất riêng biệt thì sẽ có hệ số giãn nở riêng số đo này cho chúng ta biết nó sẽ giãn nở bao nhiêu lần khi thay đổi nhiệt độ thủy ngân tình cờ có được hệ số giãn nở cao và có thể dự đoán được có nghĩa là nó giãn nở và co lại rất đều đặn tránh gây ra sai số quá lớn ngoài ra thì thủy ngân còn có phạm vi nhiệt độ rất rộng ở dạng lỏng thì thủy ngân có hai hoạt động từ âm 38,83 độ C đến 356,7 độ C. Có thể nói là đủ sức đáp ứng được các nhu cầu hông thường từ đo nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ nước đến cả nhiệt độ môi trường. Lý do thứ ba là thủy ngân có vẻ ngoài sáng bóng và có thể nhìn thấy được. Ánh kim loại của thủy ngân giúp bạn dễ dàng nhìn thấy bên trong ống thủy tinh, ngay cả trong ánh sáng mờ. Nó phản chiếu ánh sáng rất đẹp gần giống như một tấm gương nhỏ bên trong chiếc nhiệt kế. Lý do cuối cùng là chúng không bị dính vào hành thủy tinh, không giống như rượu hoặc là nước. Thủy ngân không bị dính vào hành thủy tinh. Điều này giữ cho đường cong trên bề mặt chất lỏng có sự sắc nét và gõ gàng nhất để có thể đọc kết quả chính xác được. Không còn phải nheo mắt nhìn những bong bóng nhỏ nữa. Nếu chúng ta dùng nước hay rượu đều có vẻ được, nhưng mà có một số vấn đề. Nước thì trong điều kiện áp suất tiêu chuẩn nó sẽ đóng băng ở 0 độ C và sôi ở 100 độ C. Đó là phạm vi quá hẹp đối với hầu hết các nhiệt kế thông thường. Còn rượu á, thì hoạt động ở nhiệt kế hấp hơn hỷ ngân, nhưng mà bay hơi nhanh hơn và kết quả thì mỗi lúc lại khác. Ngoài ra nó còn có xu hướng dính vào hành kính, khiến cho nó khó đọc kết quả hơn. Đó là lý do tại sao thủy ngân phù hợp một cách tự nhiên đến như vậy. Thủy ngân ổn định, chính xác và linh hoạt, nhưng mà cũng rất độc. Vì thế, xu hướng dùng nhiệt kế thủy ngân đang bị loại bỏ dần. Ngày nay chúng ta đang sử dụng nhiệt kế kỹ thuật số thay cho nhiệt kế thủy ngân, bởi vì chúng sử dụng cảm biến điện tử cực nhỏ để phát hiện sự thay đổi nhiệt độ. Nhiệt kế kỹ thuật số tỏ ra nhanh hơn, an toàn hơn và dễ đọc hơn nhiều so với nhiệt kế thủy ngân kiểu cũ. Ngoài ra, bạn không cần phải lo lắng về việc làm đổ thủy ngân ra bên ngoài nếu lỡ vô tình nữa. Còn bạn thì sao? hiện tại bạn vẫn sử dụng nhiệt kế hủy ngân ở nhà hay bạn đã chuyển sang loại nào khác an toàn hơn cho mình biết trong phần bình luận bên dưới nha nếu bạn cảm thấy nội dung này hữu ích thì đừng quên thích video đăng ký kênh thư viện nhỏ và chia sẻ video để lan tỏa giúp mình nha cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong tương lai